Xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà. Đây là một cái bãi, ở sân chơi rất là vắng vẻ, không có người các bạn nhé. Mà mình phải đi rất là sớm thì mới phục được người, người ta đang nằm ngủ ở đây. À, những cái người sống vô gia cư đây ở bên Đức này, người ta chỉ có ăn ngủ kiểu này thôi chứ không được phép nằm nán như ở bên Mỹ. Thì mong các bạn thích xem, mà bạn nào không thích xem ấy thì các bạn đừng có ném đá, đừng chửi nhá. Nhiều bạn vào chửi rất là vô láo, tại vì mặc dù biết là mình đã già rồi nhưng mà chửi láo lắm các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này, nó chưa sáng hẳn nhá, nó chưa sáng hẳn mà mình phải đi ra đây. Mà ra đây nó rất là vắng vẻ, không có nhà dân, không có cái gì hết. Đây các bạn nhìn, vẫn còn đang tối này. Đây là một cái sân chơi của trẻ con đấy, không có cái gì hết. Mà mình phải đi sớm cái này thì mới gặp được hội này, nó đang ngủ. Còn nếu không thì nó dậy mất rồi các bạn. Đấy thì mời các bạn xem nhé. Đây, đây là một cái nhà của cái chỗ mà người ta làm để cho cái hội trẻ con nó đến đây nó chơi. Thì nếu mà có mưa gió thì nó vào đây nó chúi mưa. Thì có cái ghế băng hai bên thì có hai người đang ngủ đây các bạn. Mời các bạn xem. Đây, bên này là một người này. Bên này là một người. Đấy. Các bạn có thể nhìn. Đây là vô gia cư của mùa đông. Và đây một người nữa. Đấy. Đấy, người ta ngủ ở trong một cái túi này các bạn nhìn này. Đấy. Rất là dễ thương. Good and more again. Đấy. Ông này ông cũng nhã nhặn lắm, cũng tốt mà rất là khỏe mạnh các bạn ạ. Nhưng mà hình như ông không đi ăn xin, mà ban ngày là ông đi nhặt vỏ chai, ông đi sống về vỏ chai. Đấy, xong ngày là tối thì về đây ngủ đây. Đấy, em mời các bạn xem nhé. Đây là một bên này, còn bên này là một người khác này. Đấy. Chứ nó không có được được làm lán trại như ở bên Mỹ đâu các bạn ạ. Đây. Und du schlafen gut? Ja. Nicht so kalt? Mình hỏi ông là thế mày ngủ có tốt không? Ông bảo tốt, có lạnh không? Không lạnh chứ ông bảo không. Aber wenn Winter? Nach her richtig Winter, dann du wo schlafen oder immer hier? Auch hier. Oh. Liegen, kannst du liegen nochmal. Das ist so früh aufstehen heute. Heute Sonntag, keine was. Das ist lange liegen, besser. Ja, mình bảo ông là nằm xuống. Hôm nay chủ nhật thì mày có dậy thì cũng không làm gì được. Hôm nay không có cái gì cả. Nay à. 7 giờ rồi, phát vì 7 giờ. Aber abends so früh hier schlafen schon, ja? Ja. Um 8 Uhr. Ja, 8 Uhr. Das ist zu früh. Weil hier langweilig, keine was, ne? Ach, geht. Ja, mình bảo là buổi tối là ngày ngủ là 8 giờ, 20 giờ hả? Bởi vì ở đây nó không có cái gì cả, nó buồn nên là phải đi ngủ sớm. Ông bảo ừ. Nên chính vì ông ngủ sớm nên là ông dậy sớm. Aber ich habe schon mal gesehen, eine Mann hier mit Fahrrad, hier auch schlafen. Ja. Aber sie hat nicht mehr. Ja, kann schon. Oder der kommt mal auch? Hä? Oder er kommt auch noch mal? Ja. Kennst du, ja? Ja, ja. Er immer mit Fahrrad? Nein, nein, ohne Fahrrad. Nee, andere? Ach so, nein, nicht gesehen. Aha, andere immer bei dir berat und mit Fahrrad. Ach so, ja, diese weg. Diese woanders. Mình bảo, ta nhìn thấy có người ở đây là đi xe đạp. Cái xe đạp này đến đây nhưng mà không phải là mày hả? À mày có quen người ta không? Ông bảo không. Bây giờ không thấy đến nữa. Còn đây là ông này. Đây các bạn nhìn này. Vô gia cư nhưng mà uống nước kìa. Vất non, vất vỏ kìa. Đấy, họ đàng hoàng lắm. Các bạn biết không? Không có nhà. Nhưng mà vẫn ngồi bấm điện thoại, nhuộm tóc này.
rồi cũng có vợ có chồng nhá. Họ không có kỳ dị như là người Việt Nam mình đâu, rất là đơn giản, không ai cười cả. Yeah, so long enough, Nick Austin. Long enough. Du liegen, liegen. Đây là cuộc sống của người vô gia cư đây các bạn. Mình đi quay được một cái video này rất là giá trị các bạn nhé. Đây, trời bây giờ mới tăng tảng sáng một tí đây các bạn. Bây giờ mới tăng tảng sáng một tí. Mà các bạn nhìn này, quanh đây không có nhà dân nhé, không có người nhé. Rất là nguy hiểm mà mình phải đi, mình quay cho các bạn xem. Cho nên là quay được một cái video này rất là khó khăn. Nhưng các bạn vào xem, các bạn đừng có ném đá mình mà đừng có nói linh tinh nhé. Bởi vì các bạn biết không, mình cho tiền hay không thì các bạn không thể biết được. Và mình quay mình phải hỏi người ta đồng ý mình mới quay được chứ. Ở Đức này không phải quay một cái video mà dễ dàng thế cả. Cho nên các bạn không biết ấy, thì đừng có nói. Nhiều bạn nói như đúng rồi ấy, nói như thật ấy, xong rồi chửi bới. Cho nên mình rất là đáng buồn các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn, bên kia là cái sân bóng kìa. Đấy. Không hề có người nhá. Cây cối rụng hết lá rồi đây. Trời bây giờ nó mới tăng tảng sáng một tí, chứ lúc nãy mình quay này chưa sáng đâu. Chạy nãy là còn tối. Mình phải bật đèn này. Phải bật đèn điện thoại đấy các bạn. Đây là một cái nhà này. Các bạn nhìn hình dung chứ. Đây là một cái nhà nhá. Đấy. Một cái nhà đây. Hai hàng ghế hai bên. Hai người ngủ. Nếu mà mưa tuyết thế là người ta ngủ đây thì cũng không sợ. Không sợ mưa tuyết. Đấy. Bạn nhìn đấy. Bạn nhìn rõ chưa nào? À. Như là cái cuộc sống của họ thế này mà họ sống được, cái mình chịu đấy là một cái đất nước tư bản phồn vinh đấy các bạn. Cuộc sống người ta được quyền giàu, được quyền sung sướng mà người ta đây họ tự hành họ thôi chứ không ai bắt cả. Họ được quyền sung sướng mà có ai bắt đâu. Ở đây nước Đức người ta không cho, không để ai chết đói cả. Quyền tự do con người rất là cao. Họ vẫn cho tiền cho nhà. Nhưng mà họ sống vô kỷ luật, không chấp hành luật lệ của Đức. Người ta muốn ra ngoài, ra ngoài cái sự lãnh đạo của người Đức. Nên là người ta thích tự do đấy các bạn. Đấy, ngủ trong một cái túi nhá. Ngủ trong một cái túi. Vẫn mặc áo này. Mặc cái này vỏ bó thế mà cũng ngủ được, chịu luôn đấy. À vậy tình cái tu chôn vô nung du khen bé sa bao gồm gì vô nung un kết phần socia bé sa rất thích đắp màn á lờ bao gồm mắc tu nịch tu li vân nịch. Wenn Wohnung und dann schön warm genießen und Dusche und richtig schlafen und so, besser. Das ist hier liegen, ist so eng, ne, oder? Nein. Nee? Nein. Mình bảo ông là mày đi tìm nhà đi, rồi mày xin tiền đi. Thì đấy bên dưới ông giải một cái túi bên dưới này. Mày xin nhà, mày xin tiền đi thì mày ở trong nhà, cuộc sống nó sướng. Ngủ là ngủ nó sướng, nó ấm áp rồi cái từ cái ni sèn ấy là hưởng thụ tốt, sướng. Ông ở không, ông không tìm, ông cứ sống thế này thôi. Aber so was das ist für dich ist kein Problem. Mình bảo như thế này, mày sống như thế này là cho mày là không vấn đề chứ không. Aber wenn möchtest du waschen und duschen und was mach? Bei Bahnhof. Bei Bahnhof. Okay. Mình bảo nếu mà mày tắm hay này mày giặt quần áo thì ở đâu không ở chứ? Ở Bahnhof là cái đường số 5 đấy, mình đã chia sẻ rồi đấy. Ở đấy là und essen auch dort ja? Wenn man will. Ja, aber da wir essen dort. Mhm.
Mình mà ăn cũng ở đấy, ông ở không và nếu mà mày thích cũng ở bên này là một một tràng đây, trời đang tảng sáng ở đây các bạn ơi, trời đang tảng sáng ở đây, nãy mình ra là vẫn tối om mò mòm luôn đấy các bạn nhìn này, mình phải liều mình đi đấy, rất là nguy hiểm. Nhưng mà đi quay được một cái video ấy, nó không đơn giản một chút nào các bạn nhé. Các bạn xem cho mình, các bạn thích thì các bạn xem, các bạn không thích thì thôi, chứ đừng có chửi bới, đừng có ném đá mà mình già rồi, mình đáng tuổi bà, đáng tuổi mẹ. Có những bạn nhưng không phải tất cả, nhưng có những bạn là mình đáng tuổi bà, đáng tuổi mẹ rồi, nên là các bạn vào chửi rất là láo, mà không biết, không hiểu biết một cái gì cả, chửi ninh tinh, chửi tiếng Đức kém, rồi chửi keo kiệt, quay không cho. Cho hay không là việc của mình chứ, các bạn biết làm sao là mình cho hay không, và mình phải hỏi ý kiến nhé, hỏi ý kiến nhé. Người ta đồng ý cho quay thì mình mới quay chứ. Ok nhé. Yeah? Giờ ông ấy ngủ tiếp nên là mình đi thôi. Ông và mày xong rồi chứ, nhưng mà ông lại nằm xuống tiếp. Nên mình đi, hôm nay là mình không cho tiền. Thật sự là hôm nay không cho tiền bởi vì là ông ấy đang ngủ. Cả hai người đang ngủ. Cho nên là mình cho cũng có lúc mình cho, nhưng mà cho nó hợp lý như thế nào chứ. Đâu có phải là mà người ta có người họ đồng ý họ cho quay. Còn có người họ không đồng ý, cho tiền họ cũng không đồng ý. Riêng ở Đức này này là quay được một cái video của bất kể một cái gì rất là khó khăn các bạn ạ, không đơn giản, khó khăn lắm. Ở Đức này quay video người ta không có dễ dàng, nên các bạn phải hiểu cho nhé. Đây các bạn nhìn cái cảnh buổi sáng này đẹp thôi rồi đấy, đây chỗ này thanh vắng đây, bây giờ mới là bây giờ mới sáng quay nó mới đẹp đẹp một tí này, lúc nãy nó tối nên mình phải bật đèn của điện thoại lên các bạn ạ thì mới nhìn được. Đây cái cảnh này đẹp dã man đó các bạn, này gọi là cái gì nhỉ, hoàng hôn à, các bạn này hoàng hôn là buổi chiều chứ nhỉ, bây giờ là buổi sáng mà sáng sớm tinh mơ đấy các bạn. Sáng sớm tinh mơ đấy, các bạn nhìn này, đẹp kinh không? Hôm nay mình quay được cái video này là rất là giá trị, bởi vì mình đi ra rất là nhiều rồi, không gặp. Nên mình cứ ra muộn ấy, là người ta dậy hết rồi. Thế là hôm nay mình phải cố gắng mình đi sớm, bởi vì mình biết là ở đấy có người ngủ. Ở đấy có người ngủ đấy, các bạn nhìn này. Đấy, lá rụng dưới đường này. Đẹp không? Đỏ, đỏ đẹp thôi rồi đấy. Cây mà đi vào đây cũng sợ chứ các bạn, sợ lắm chứ, hai thằng có phải hai người, có phải một người đâu. Thế nhưng mà mình định đánh liều thôi, mình cần có video thì mình phải đánh liều thôi, cần có video cho các bạn xem. Thế các bạn xem, các bạn chẳng có thương mình như gì cả, các bạn cứ ném đá, các bạn cứ chửi thôi đấy. Các bạn nhìn này, lá nó rụng đẹp không? Rất là đẹp. Trước cái chỗ này là một hàng cây đỏ, lá đỏ đấy các bạn. Bây giờ là nó rụng. Giờ vẫn còn nhưng mà nó rụng gần hết rồi các bạn. Đây. Ôi đẹp quá. Cái Samsung này quay video đẹp lắm các bạn ạ. Mình thấy đẹp lắm. Đấy. Bây giờ là sáng sáng rồi đấy. Ở bên nước này người ta đổi giờ. Sáng là bây giờ là 7 giờ hơn một tí nó mới được sáng sáng tăng tảng như này. Còn 6 giờ, 6 rưỡi vẫn tối om ấy. Nhưng mà có lần mình đi thì mình thấy có một người người ta ngủ muộn lắm. 9 giờ vẫn nằm nhưng mà mình không dám quay. Mình không dám quay, quay sợ người ta chửi. Mình phải hỏi đã. Cái ông này ấy là hôm qua ấy là mình gặp rồi, mình gặp rồi thì mình hỏi là ngủ ở đâu,
Ông bảo ngủ ở đấy, mình biết cái chỗ đấy, nhưng mà mình cứ đến muộn là người ta đã dậy rồi. Thế hôm nay là mình phải đi sớm, đi sớm sớm tinh mơ ấy. Nhưng mà ở đây thì được cái là nó cũng an ninh, không sợ. Còn là chỗ khác thì chắc cũng nguy hiểm. Đấy thì mình đi mình quay cho các bạn xem nhé. Vừa là cảnh, vừa là quay được người vô gia cư đang ngủ, vừa là quay được cái buổi sáng đẹp, đẹp như thế này. Đẹp ơi là đẹp đấy các bạn. Thì mình nhân tiện thì mình quay cho các bạn xem luôn. Cái lá rụng này. Trời mùa thu ao ao lá rụng. Có phải nhỉ? Mình hát nhớ nhanh. Ok nhá.